Đầu tiên xin cảm ơn các chiến binh dũng cảm nhất vì đã giúp mình có đủ sự mạnh mẽ để thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn trở thành một trong những chiến binh, hãy nhấn nút tham gia bên dưới để trở thành hội viên của kênh. Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok. Có kiếm hồn luôn nha. Trận này mà xuyên là đi có vẻ hợp lý nè, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ chơi bộ phép xuyên. Tại vì xuyên bây giờ đã đi được với bộ phép rồi bạn. Phép đã đi được với bộ xuyên, hoặc là xuyên bây giờ đã đi được với bộ phép rồi đó. Tùy anh em lắp cái vế nào nó cũng được. Tại sao? Tại vì bây giờ phé xuyên nó không có trừ giáp nữa, mà nó là trừ máu. Mà trừ máu thì nó dùng cái tim gì không được. Gọi là dùng cái tim gì không được mà phải là đâu phải là cần phải sát thương tay đâu. Mà tính ra sát thương tay nó chưa có ngon mà sát thương phép. Tại sao? Sát thương phép nó dồn một cái lượng sát thương lớn mà máu tụi này nó bị thấp đi, đặc biệt là sáu xuyên. Máu nó rất là thấp, 50%. 50% là mất đi một nửa máu vậy. Giỏi lắm bên kia một hai con gì đó khoảng chừng 2000 đâu, mất đi còn ngàn. Mà bạn cỡ thì bạn cỡ khoảng 1000 hoặc 900 máu á, mà già hai trưởng full đồ thì bạn nghĩ sao? Còn cái gì nữa bạn? Còn cái nịch nha. Còn cái nịch, cho nên là rõ ràng là đây là một trong những cái mà bây giờ chúng ta có thể nên test thử. Tại vì bộ xuyên bây giờ nó là trừ máu, cũng có thể gọi là bộ trừ máu đi, chứ còn bộ xuyên giáp bây giờ nó không còn gọi là xuyên giáp nữa, tại vì nó không có trừ giáp nữa. Nó là bộ trừ máu, nó là bộ trừ máu của đối phương. Cho nên cái hồi trước thì không đi được, nhưng mà bây giờ là có thể đi được rồi. Có thể đi được với bộ phép rồi. Và đặc biệt là già có đồ là rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là sao đi với những con sát thương chuẩn mà theo kiểu cái dạng siêu khủng. Siêu khủng nha. Mình nói là sát thương chuẩn theo dạng siêu khủng là sao? Càng nhiều sát thương chuẩn càng tốt. Tại vì đánh thẳng vào máu mà. Thí dụ như bạn đi già đi, già nó vẫn là phép. Già nó vẫn là phép. Nếu mà đối phương có kháng phép thì nó cũng là trừ đi cái lượng sát thương rồi. Nhưng mà sát thương chuẩn là nó ăn thẳng vào máu luôn. Và đặc biệt nếu bây giờ xuyên mà đi với lại phun lên Witcher thì đánh thẳng vào máu kiểu đó thì chỉ có nước mà chôn thôi mà. Chỉ có nước mà chôn thôi. Rất là xịn sò luôn. Bây giờ đâu cần gì, chỉ cần 6 xuyên thôi là trừ 50 máu rồi. Đâu cần phải tới mức là phải lên được 9 xuyên đâu bạn. 9 xuyên nó chỉ thêm được có cái là nó triệu hồi ra những cái con tướng nó từ những cái xác chết của đối phương thôi. Nó không ăn thua. Nó không ăn thua. Cho nên mà bây giờ bạn chỉ cần đi 6 xuyên Witcher 3 sao cho mình. Con phâu lên 3 thôi, nó tán, trời ơi. Nó tán bên kia rụng hết luôn. Tại sao? Đánh sát thương chuẩn mà. Đánh sát thương chuẩn mà bạn. Cho nên là nó đương nhiên là nó rụng là đúng rồi. Đánh sát thương chuẩn thì đương nhiên là nó rụng rồi đúng rồi. Tại vì nó đã trừ đi cái lượng máu rồi. Mà sát thương chuẩn là nó ăn thẳng vào máu luôn. Sẽ rất là tuyệt vời. Còn hôm nay thì cái đó thì chắc là anh em cũng hiểu rồi. Chắc là cái đó là anh em cũng hiểu rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta đi thử bộ phép. Tại vì phép là sát thương diện rộng. Phép là sát thương diện rộng mà rất là lớn mà. Sát thương diện rộng nhưng mà sát thương rất là to. Mà đối phương thấp máu. Mà bạn nghĩ đi, giai đoạn đầu 6 xuyên mình có rất là sớm. Tại xuyên nó rẻ mà, 2 con 1 tiền, 1 con 2 tiền là thấy 3 con rồi. 2 con 3 tiền, 3 con 3 tiền là thấy 6 con rồi. Đúng không? Chỉ vậy thôi, anh em 1, 2, 3 tiền là anh em đã có 6 xuyên rồi. Mà 6 xuyên rất là sớm luôn. Thêm già 2 nữa thôi thì nói thiệt luôn là đã quá ghê rồi. Lia một cái thôi, bên kia thì còn có cái nịch nha. 50% máu, bạn cứ nghĩ 50% máu là nó nhiều cỡ nào. Đối phương nó phải dựa vào 50% máu nó làm cỡ gì. Mình cũng không biết nữa, thật sự luôn, dựa vào 50% máu đó mà mà dùng chắc cũng nhiều đó. Nhưng mà không, bây giờ còn có nửa máu thôi mà gặp già trưởng mà cái đam đó. Đam thôi bây giờ mình nghĩ chắc là không cần phải full đồ đâu. Một cái quyết trượng thôi, 20 điểm thôi là trưởng bên kia là cũng bấy sấy. Một cái quyết trượng 20 điểm thôi, trưởng bên kia là cũng nát một mạng tới tương luôn, chứ chẳng đùa. Nói chung là cũng căng thẳng, nói chung cũng rất căng thẳng ở cái vấn đề mà xuyên này bây giờ đi với bài phép, hoặc là đi những cái bài mà nó theo thuộc cái dạng là nó có đam to đó. Vô là nó lia được liền, tại máu thấp quá. Máu thấp quá, máu đối phương thấp quá mà gặp mấy cái team mà lia thì thôi. Bùm một cái thì thôi, không còn gì nữa bạn. Hồi trước bạn nghĩ đi già 2 full đồ quá nha, mà mình đi mấy phép đâu, 2-3 phép gì đi, chính vậy đi. Mà trưởng một cái thì bên kia nó còn cái gì đâu. Mà chưa tính nữa bạn, mà chưa tính nữa là sao, con ở trong xuyên này nó có sẵn một phép rồi.
À, trong xuyên này có thẳng một phép và con rồng một tiền. À, thấy chưa? Cho nên đi ba phép cái team này rất là dễ đoán luôn, rất là dễ luôn, không có gì khó nè. À, ba phép là rất là ok luôn, chỉ cần xoạc một cái thôi là còn đây. Minute. Ok. Xu à. Đây rồi, nè không? Mà thấy rồng bao rồng phép không? Bây giờ mình thay cho con kia là mình vô là mình thay được ba phép rồi đó. Thí dụ mình thay cho con God Kid thì là chúng ta được ba phép rồi đó. Nhưng mà thật ra phép bài này của chúng ta chưa có đủ chưa có đủ cái hình thái mà để hình thành cái bộ phép mạnh. Và phép này cũng cơ bản thôi, có vui thôi. Wow. À, dạo này làm việc mệt quá, đi tiệc nữa. À, thứ sáu thứ bảy này tiệc tùng cuối năm mà bạn, quá nhiều tiệc, sắp tới 20 tháng 11 luôn. À, 20 tháng 11 mấy thầy cô rủ về trường đúng không? Bạn biết rồi đó, rủ về trường thì một hai bài bài nhạc rồi dự lễ chút xíu rồi bắt đầu là thầy trò ra bắt đầu là sao, dắt nhau ra quán đổ bia vào mồm nhau liền. Đồ đổ bia vào mồm nhau liền, như là khó. Giờ này là không đuối luôn bạn ơi. Dạo này bận chứ trời ơi, thiệt luôn, cuối năm nó bận không trời ơi nè bạn coi nè. Đó, con rồng phép này lên 2 sao rồi. À, để vô liền có 3 phép, quá tuyệt. Cuối năm ai cũng bận nè, bây giờ nè, bây giờ mình úp 6 một cái là mình để một xuyên vô đó là chúng ta sẽ có 3 xuyên, 3 human và 3 phép. Bài mà nó trọn vẹn như vậy thì còn gì bằng nữa bạn. Ba human này là chúng ta có thể set up bài thượng đẳng hoặc là chúng ta dùng nó để up cấp level cho nó sớm. Up level cho nó sớm là cũng được nha. Nhưng mà đi ba phép thì chúng ta không thể có chính xuyên được. Trừ khi là chúng ta level 11. Trừ khi chúng ta level 11 thì chúng ta mới set up được chính xuyên. Ôi ba phép chính xuyên là thuộc dạng là thuộc dạng là cha chú á nha. Chính xuyên bạn biết rồi mà, bạn biết là nếu mà già full đồ mà nó trưởng cái chết hết thì mấy con triệu hồi ra được làm cái gì vậy? Mấy con triệu hồi ra không biết là nó có tăng thêm cái lượng máu mất đi của kỳ thủ đối phương hay không thì không biết nha. Cái đó chưa tính chưa tính thì chúng cũng không biết, nhưng mà nếu mà có đó thì cái đó là mình nói thiệt luôn, già siêu đẻ kiểu vậy á nha. Trưởng cái triệu hồi ra một đống, bên kia là rút máu thì thôi luôn. Đúng kiểu là dạng mà chơi siêu đẻ là vậy đúng không bạn, rút máu khỏi cái bàn. Bạn có nhớ những cái thời mà siêu đẻ mà nó còn gọi là nó còn lăn lộn trên giang hồ không? Một hiệp trừ 49 máu. Một hiệp trừ 49 máu các bạn. Mà bạn có 100 máu mà bạn vô một hiệp nó trừ 49 máu thì bạn chỉ có hai cơ hội thôi. Bạn chỉ có hai cơ hội thôi. Ghê chưa? Khủng khiếp luôn, mà nói thiệt, trừ 49 máu mà một thằng 100 máu mà trừ một phát như vậy thôi là đã thấy thốn rồi. Ôi, hồi đó đúng kiểu là mấy con mà nó triệu hồi ra hồi đó là tính máu rất là ghê nha. Còn bây giờ là đã khác rồi, siêu đẻ nó yếu đi, tại sao? Nó trừ máu thấp đi. Những cái con mà triệu hồi ra thì nó sẽ không phải là một con khác. Hồi đó con cây ba đẻ ra hai con cây ba, hai con cây con ba sao. Hai con cây con đó vẫn trừ ba máu nha. Trời ơi, đúng kiểu là giờ đẻ ba con là thấy, đẻ ba lần là thấy là khoảng 6 con là bao nhiêu máu? 18 máu hả? Khủng khiếp vậy. Ai mà chơi cho lại hồi đó đúng kiểu là cái thể loại nó vậy luôn. Còn bây giờ nó khác rồi, bây giờ cái tính tỷ lệ trừ máu nó khác rồi, với lại cái con đó nó cũng bị giảm cái tỷ lệ trừ máu nữa, nó trừ có nhiều ít lắm, nó không có trừ nhiều như hồi trước. Trừ nhiều như hồi trước đúng kiểu là một thà một dáng mà hai thằng siêu đẻ xanh 20 hiệp còn được thằng hai thằng gì à? Mình nói thiệt luôn, 20 hiệp còn được thằng hai thằng à? Hai thằng siêu đẻ mà xanh rồi khỏi phải bàn. Khỏi phải bàn thiệt rồi đó. Mà cái anh em mà nhớ lại cái thời mà siêu đẻ mà nó còn mạnh, hoặc là anh em lên YouTube anh em đánh vô cho mình là sao, siêu đẻ auto chết, là bạn sẽ thấy một loạt clip của mình luôn. Anh em vô đó coi đi, có cái clip một hiệp dậy trừ 30 máu, 40 máu, 49 máu, có đầy hết trên đó luôn. Mà trừ vậy là thường xuyên luôn, bạn thấy mà đi siêu đẻ mà bạn trừ 10 máu là cái đó là cảm giác như nó thất bại. Đi siêu đẻ là nó phải trừ 30-40 máu vậy á. Ghê thật luôn, mình đúng kiểu luôn. Đi cái mà hồi đó siêu đẻ nó không phải giống như giờ.
nó không phải là giống như giờ đâu. Nó mạnh ở chỗ là sao, những cái con đó đó nó khỏe luôn. À, là chứ không phải là bây giờ bạn nhìn thấy siêu rẻ thì giống như cây nè, chó nè, hoặc là sâu nè, mấy con nó yếu yếu không à, không có con nào khỏe. Không, hồi đó bạn con sâu hai á, nó đẻ ra con sâu con, cái con sâu con nó bắn bạn coi, nó bắn bạn một cái thôi sụi lơ liền. Con cây hai tiền ba sao đó, triệu hào ra hai con cây ba hồi đó nó lực nó đấm bạn giống như là Mike Tyson đấm bao cát vậy đó. Trời ơi, quýnh đớ người luôn á. Xong rồi gấu bốn tiền bây giờ là hồi máu đúng không, hồi đó là cho RO gấu bốn tiền, đẻ ra hai con gấu ba sao, hai con gấu đó nó đấm cho thì đúng như kiểu Kung Fu Panda vậy đó bạn, ghê thì quýnh cho thì đúng kiểu là ngáo người luôn. Ồ, hồi đó là siêu đẻ luôn, kinh khủng lắm nha. Hồi đó mình đặc biệt là thích con sâu hai, con sâu hai là một cái gì đó mà nó khắc chế mọi thứ luôn á, khắc chế bài phép không nói đi, sát thương tay đúng không, mày đánh nhanh đúng không, con sâu con nó bắn cái sụi liền luôn, bắn một cái là giống như sida vậy các bạn, dính vô cái là sụi liền liền, không có chịu nổi. Ôi, nó kinh khủng tới mức đó mà. Còn bây giờ thì nó yếu hơn, tất cả mọi con nó đều yếu hơn rồi, cho nên là cảm giác cũng như là siêu đẻ nó không còn được nhiều người chơi nữa. Mặc dù nó có thêm trang bị là trứng mẹ, hồi đó thì không có mấy cái trang bị đó. À, hồi đó thì nó không có trang bị đó, hồi cái thời mà siêu đẻ nó còn 30 40 máu á, thì nó không có cái trang bị nào để kết hợp với siêu đẻ, mình chỉ lấy RO hoặc là mana cho nó đẻ nhanh hơn xíu thôi, chứ không có bất kỳ trang bị nào kết hợp để cho siêu đẻ nó mạnh hơn. Hồi đó mà nó có cái trứng mẹ như bây giờ, thứ ơi, đẻ ra là mấy con đó nó cộng máu với lại sát thương hả? Thôi, mà hồi đó đẻ ra đâu phải đẻ ra mấy con mà giống như là sâu đâu, đẻ ra con quái vật. Đột nhiên nó đẻ ra một con đó, nó bắn bạn một cái chết luôn thì thôi. Rồi còn có cái thời kỳ mà nuôi sâu ba nữa. Hồi đó là đi nhớ bạn cái thời mà mua bít không? Anh em nào chơi lâu thì anh em mới nhớ cái thời War Beast. War Beast là một trong những cái team mà 6 quơ 4 giả thú á. Con sâu 2 thằng nào lên được con sâu 2 trước thắng, khỏi nói nhiều, mình nói khẳng định với anh em luôn, thằng nào lên được con sâu 2 đưa đồ cho đó là thắng. Hồi đó đúng kiểu là cái con sâu đó là một con mà cài tình huống luôn, bạn đi 6 quơ 4 giả thú luôn nhưng mà con sâu yếu, con sâu 1 hoặc là không có con sâu nó khác liền. Mà con sâu 2 để vô một cái cho con sâu 2 một cái giảm thời gian hồi chiêu thôi là bên kia nát bét, mà thời gian hồi chiêu của con sâu hồi đó nó rất là nhanh luôn, mà nó đẻ ra con sâu rất là mạnh luôn. Còn bây giờ siêu đẻ giống như là nó phế phế dần rồi đó. Nói chung là đúng là im ba quá thì ai mà chơi cho nổi. Vô một trận hai thằng siêu đẻ mà xanh một cái hiệp 20 còn chừng hai thằng ba thằng mấy anh kia chết ráo. Không kịp thở, bạn bạn mới chớm chớm mạnh mạnh lên thôi. Thằng siêu đẻ nó đi theo cái dạng là mới bốn giả thú thôi. À, đi rui các thứ rồi nó đẻ cho bạn 20 máu 30 máu không, chưa kịp mạnh lên nữa là chết rồi. À, chưa kịp mạnh lên nữa là chết, thằng nào mà hồi đó đi thọt một cái gãy, thằng nào đi thọt cái là gãy liền. Sau đó nhà phát hành thấy được liền, bạn thấy được cái độ bá đạo liền, cho nên là quyết định là chỉnh sửa liền. Mà mình nói thiệt luôn á, nhà phát hành này nổi tiếng rồi bạn, nổi tiếng luôn là đã chỉnh sửa rồi thì chỉ có toang luôn, không có chơi lại, giống như là người ta gọi là cân bằng, không, cái này là cân, gọi là cân não hay là cân cân gì đó mình không biết, chỉ cần nhà phát hành mà nói cân bằng bộ đó là bỏ bỏ bộ đó luôn, không ai dám chơi luôn. À, khẳng định với anh em vậy luôn cho nó vui. Anh em nào chơi lâu anh em sẽ thấy nhà phát hành thù dai lắm, thù cực kỳ dai luôn. Cái con mà bạn thấy một cái con xuyên phép mà nó gia nhốt con đó từ cái đầu mùa mấy không biết, đầu mùa 1, mùa 2 gì đó mà nó giam tới bây giờ là mười mấy mùa rồi chưa thả ra. Cái con đó lên mobi, hình như là lên mobi là nó cái game này lên bắt đầu chơi được trên điện thoại là chừng khoảng chừng mấy một hai tháng sau thôi, không tới 1 2 tháng nữa, không tới 1 2 tháng nữa là bắt đầu bị nhốt rồi. Mình nghĩ hồi trước thì nó có hay có cái vụ khóa đó nhưng mà nó mở đi mở lại hoài. Mình nghĩ chắc là cái con này khóa vài bữa chỉnh sửa xong mở lại, không, nó nhốt như tới bây giờ luôn, đi kiểu mẹ chung thân luôn hả. Cái con đó thì hồi đó đúng kiểu là nó hơi nghịch lý, tại sao, nó là bài phép nhưng mà nó đi xuyên, cái tộc xuyên mà cái bài hại phép, xuyên với phép hồi đó đâu có chơi được với nhau. Xuyên với phép hồi đó đâu có chơi được với nhau bạn, cho nên cái con ác mộng mới được mở lại gần đây chuyển thành warlock đó. Chứ hồi đó con ác mộng này cũng là phép thì phải, không, con ác mộng này vẫn là warlock nha.
À, có ác mộng là vẫn là Warlock cho nên, nhưng mà có ác mộng xuyên với Warlock chơi được. À, xuyên với Warlock chơi được, còn thằng kia xuyên phép thấy nó nghịch lý lắm. Nhưng bây giờ là thời gian để mở lại nè. À, tại vì xuyên bây giờ đi được với phép rồi, mở lại con đó đi rồi mình sẽ cho bạn thấy con đó nó khỏe cỡ nào. À, cho bạn thấy con đó nó khỏe cỡ nào, để xuống một cái ui nó nổ, mà hồi đó đúng cái đam nó to thiệt. Nó đam nó ảo ma Canada dễ sợ luôn bạn. Bạn hồi đó thì không có nhiều phép giống như giờ, đi một là ba phép, hai là sáu phép thôi, chứ nó không có giống giờ. Bây giờ là nó có chín phép rồi này kia và nhiều con lắm, nhiều con lắm cho nên đi được thoải mái. Hồi đó nói thiệt luôn, sáu phép là gọi là mắc mắc cây cũng là hết bài luôn á. Mà kẹp con đó vô một cái nó nổ, trời ơi khỏi cần đồ. Mà hồi đó đồ cũng không có nhiều như bây giờ các bạn, hồi đó đồ cũng hạn chế lắm, đưa mấy cái gậy rồi gậy sét gậy sủng rồi này kia vô thôi, chứ không có đồ nhiều như bây giờ đâu. Mà bạn thấy cầm hai món thôi, hai món lẻ tẻ thôi nha, hai món lẻ tẻ, không phải đồ cuối đâu. Nhưng mà tại sao thua hiệp 15 đội hình đi xuyên thua quái, nghe thấy xạo chó thiệt. Đúng là đưa con già vô, con già một để phế vật thiệt luôn á. Ồ thiệt luôn, con già một này không ăn thua à. Ồ, nó cái con mà đúng hồi đó cái con đó nó bị khóa tới bây giờ chắc là không cân bằng được, tại cái đam của nó ổn. Bạn nhìn giờ bạn có thể vô bạn coi cái chiêu nó không, mình không biết nha, nhưng hồi đó cái chiêu của con quỷ đó đó nó nổ bên kia sau. Hồi đó là cái thể loại mà quơ với lại mấy cái thằng mà này kia đó là đang rất là trâu chó, và đồ kháng phép cũng có nữa chứ không phải không nha. À, đồ kháng phép cũng có phải không, mà nó ra chiêu một cái bên kia chỉ còn cái nịch thôi. Bên kia chỉ còn đúng một cái nịch thôi. Mà sau đó cái khóa cho mình nghĩ đúng rồi, im ba khóa đúng rồi, im ba quá, lên được thắng ai chơi. Tính là nó sẽ chỉnh sửa sớm thôi rồi nó mở lại, không nó nhốt thằng nhỏ cho tới bây giờ luôn. Mình cũng không hiểu khi nào nó mới mở ra nữa. Không, nhiều bạn hỏi anh ơi chừng nào con đó mới trở lại, mình cũng bó tay, anh đưa tay rút lui thôi, anh không hề biết luôn. Mình không hề biết cái con quỷ đó chừng nào mở lại luôn. Mình nói thật, mình cũng muốn nó mở lại lắm chứ, chơi lâu rồi mình cũng muốn mở lại lắm, nhưng mà không. Bây giờ là hai thầy tu, bạn thua là bạn vẫn có bình máu nha. Mà bạn biết ra bình máu hôm qua mình đã test cho anh em rồi, bình máu nó hồi rất là ảo, 7 máu, nó chỉ cần để 7 máu vô một cái thôi là bạn thấy là thấy khỏe liền. Bạn mình thua bao nhiêu hiệp không cần biết, nhưng mà máu vẫn còn một nửa, cỡ vậy á. Được luôn, giật xét tốt lắm. Agali gần nay 2 sao đây, nói chung là cũng khỏe. Ok, good boy. Lên 2 sao luôn, trâu chó, hàng tăng có là ổn định. Hàng tăng có là ổn định, bây giờ đi 3 xuyên giờ vừa vừa được rồi, chút nữa mình đi 6 xuyên mình kẹp sau. Rát nước quá. Dạo này bị một cái tình trạng là sao? Ở ngoài Bắc nghe nói lạnh lắm, nghe nói có 10 mấy độ thôi à. Bạn mình ở ngoài Hà Nội nói lạnh, rồi ngoài đó lạnh dữ lắm. Ở trong đây cái thời hôm qua là mình đi ngoài đường lúc mà khoảng 7 giờ 8 giờ tối á, mình thấy cảm giác nó hơi mát mát. Ôi chà, nó chắc là không khí lạnh tràn về. Hôm nay nó nóng, trời đất ơi nó nóng bà cố ơi luôn, đúng kiểu đi ngoài đường giải mồ hôi luôn á. Nó mát được có đúng một buổi đó thôi, bây giờ nó lại nóng nữa. Trời ơi, đúng kiểu luôn là không thể mát được lâu phải không? Mà lạnh lạnh vậy nó mới có không khí Tết. Hồi mình nhớ hồi lên năm mà mình cấp 1, cấp 2 đó, Tết là bắt đầu nó se se lạnh đó. Sáng đạp xe đạp đi khỏe, đạp xe đạp đi học khỏe lắm luôn. Còn bây giờ đúng kiểu luôn, mà giờ đứa nào đạp xe đạp đi tội nghiệp đứa đó, dễ sợ luôn. Nó nóng bà cố, đạp xe đạp tới trường ướt hết áo. Cho nên bây giờ mấy cái trường bây giờ hồi xưa là cho nữ sinh mặc áo dài, bây giờ chuyển qua mặc váy hết rồi. Mà áo dài chỉ thứ hai chào cờ thôi, thứ hai chào cờ thôi, không có cho mặc áo dài nữa chứ nóng quá ai chịu nổi. Hành sao mà sức đâu mà học. Mặc váy hết cho nó mát, chứ mặc áo dài nóng lắm mà ai mà chịu cho nổi. Hồi đó lúc mà mình học cấp 2 á, là có những cái trường cấp 3 nó mặc áo dài xuyên suốt cho bạn, ngày nào cũng mặc,
ngày nào cũng mặc luôn, không có ngày nào mà nghỉ hết. Nhưng mà lúc đó thì nhìn kiểu dạng sáng đạp xe đạp đi chung nguyên một hàng vậy nè, là thường là hồi đó đi xe đạp là nhiều, cho nên đi chung một hàng nữ vậy đó, nhìn nằm mặc áo dài đạp xe đạp nhìn dễ thương lắm kìa. Thôi nhưng mà mẹ mày điên hả, bây giờ nóng khùng luôn. Bây giờ trường nào có máy lạnh thì hãy cho nữ sinh mặc áo dài, chứ hồi đó mình nói thiệt luôn nha, mình mặc áo thun, mặc áo sơ mi quần tây mà đi học nó còn đổ mồ hôi hết, mặc áo dài nữa thì thôi đúng kiểu nóng luôn. Bây giờ chắc không có trường nào mà bắt mặc áo dài 100% đâu nhỉ, chắc không đâu, mình lâu rồi mình không có thấy nữa, kiểu giống như là thứ hai mặc áo dài đi chào cờ vui vẻ thôi, xong rồi vẫn là mặc đồ một rồi sao là cho mặc đồng phục, mặc một là cho mặc đồng phục theo kiểu là cái dạng áo trường. Dạo này có mấy trường học theo trường quốc tế rồi á, nó không cho mặc sơ mi luôn, nó cho mặc áo thun luôn, mà mình cảm giác vậy không đẹp nữa. Nó không, sơ mi đi, áo sơ mi mặc váy cũng được, hoặc là nam thì áo sơ mi quần tây, nó vậy, nó kiểu nó giống đi học hơn. Còn này tụi nó đi học giống như đi chơi mà áo thun đồ, quần thì bạn có thể quần của trường luôn, nhưng mà cái dạng quần là cái quần nói sao ta, giống như cái quần đi học thể dục của mình hồi xưa vậy đó. Kiểu cái thun thun vậy đó, kiểu cảm giác giống như mẹ cái form này nhìn nó giống như là kiểu giống như mà thằng nào nó nhìn mặt non non á, thì kiểu giống như là còn biết nó đi học nha, hoặc là cái in cái tên trường cho nó bự vô, chứ không mình nhìn đâu tưởng công dân đi làm mới ra không. Nhìn nó không có được sang phải không? Mặc dù là biết là mày học trường quốc tế đó, nhưng mà nhìn mày không được sang lắm. Trời ơi, đàng hoàng chứ bộ. Có thể là học buổi xa hồi đó mà đi học là sao, đồ đạc á là không phải là năm nào cũng may mới. Có thể là năm này mặc qua năm kia cũng được luôn, tại đâu có mập lên bao nhiêu, hoặc là đâu có cao được nữa bao nhiêu đâu, thì năm này mặc qua năm sau nó hơi cũ chút xíu thôi. Nhưng mà sáng vô trường là sao, tóc tai chải chuốt đàng hoàng, quần đóng thùng đàng hoàng, giày là bata đàng hoàng, cặp là đeo, không có đeo ba lô mà là cái cặp mà dạng sách hoặc là dạng ôm đằng trước á, đàng hoàng, lịch sự đàng hoàng. Lúc mà bạn nghĩ đi, cái lúc mà thể loại mà mới bước vô mà cái tiết một đầu buổi sáng á, thằng nào cũng thấy đẹp trai vải đái luôn, tóc tai bóng lưỡng, quần áo đóng thùng đồ ngon lành, tới giờ ra chơi cái là bắt đầu á. Giờ ra chơi có đứa đá cầu rồi đứa đó đủ thứ hết, thì nó đổ mồ hôi, bắt đầu nó hơi bị bết thì mấy cái thể loại mà tiết năm gần về là giống như là đúng kiểu là giống như ăn mài thì không nói đi. Quần thì bỏ ra ngoài, thì áo bỏ ra ngoài, đồ này kia đi, nhưng mà nó vẫn là cũng có đóng thùng đàng hoàng, có dinh nịch đàng hoàng. Cái tiết một vô coi trời láng bước liền. Còn bây giờ mà mấy thằng đó mà giống như nó chạy xe ra đường á, mình nghĩ ui chà, công nhân đầu đi ra quá đông quá nhỉ, nhưng mà nhìn lại thì thằng nào thằng nấy nó hơi mặt nó hơi bị non. Chắc này không phải rồi, này chắc đi học đâu đó. Gặp mấy cái tên trường nó không in nhìn lớn á, nó in ngay chỗ cổ áo có chút xíu cái tên trường này thôi. Mấy đứa mà nó mình chạy ngang qua mình đâu thấy đâu, hoặc là nó in cái logo trên tay áo này nhỏ xíu đâu có tên thấy, mình tưởng nó in logo công ty. Không phải giỡn luôn nha, hồi đó là cái thể loại mà cái tiết một á, mà cái buổi sáng á thì nó thoải mái hơn cái buổi chiều thì nó hơi nóng, đi vô thì nó có thể là nó hơi mồ hôi một kê được chút xíu, nhưng mà chứ mà buổi sáng đi anh sẽ thấy hơi bị đỉnh luôn á, thằng nào thằng nấy vô là láng mướt hết. Có thể không sức biết hoa thôi, chứ mà giờ tóc tai đàng hoàng. Chứ hồi đó mình nói thiệt nha, trường của mình là không phải là cái trường mà khó nhất ở trong cái khu của mình, cũng gọi là thuộc dạng dễ rồi đó nha. Nhưng mà tóc của bạn mà lỡ cỡ đi nha, bước vô là cắt liền ngay tại cổng luôn, là có thợ sẵn luôn, có thợ sẵn trong trường luôn. Nhộm đầu đúng không, đưa vô một cái là chỗ nào có màu là cắt hết, còn lú màu là cắt hết, mà nó cắt cái đầu bạn như cái đống rơm luôn. Cái mà Tết nhộm đầu không cần biết mà nhộm gì đó, nhưng mà vô qua Tết thì nhộm cái đầu đen rồi bước vô trường. Chứ mà thằng nào mà màu vàng vàng nha, vô là đẩy tông đơ hết, dám ho đuổi luôn. Ho đuổi luôn.
phụ huynh hồi đó còn kêu nữa mà, giáo viên mấy cô quýnh cho nó mạnh vô, quýnh hết ít nó không ăn thua. Còn bây giờ thì giáo viên đâu có, phụ huynh thì cũng thương cho nên là không kêu quýnh. Còn hồi đó đi họp phụ huynh là chuyên gia nghe câu đó luôn rồi sao, mấy thầy quýnh mạnh mạnh vô, quýnh ít tụi nó không nghe đâu. Lao động á, mấy thầy cho lao động á, là trà toilet nữa, hồi đó là chuyên gia luôn, đi cạo xin gươm với trà toilet, mà trà toilet là phải cái tội nó nặng nặng chút xíu nha. Nhưng mà mình nói thiệt luôn á, trà què vô lấy nước xịt xịt chơi vậy thôi chứ trà gì ai đâu trà. Mệt vô lấy nước xịt xịt cho có vậy thôi cái đi ra. Còn đi cạo xin gươm mình nói thiệt luôn, giờ thầy chắc chưa, nói cạo đầy xô, và mày biết cái xô đá mà bây giờ người ta hay theo kiểu cái dạng là đi đãi đám là người ta có bỏ đá vô mấy xô bự bự vậy đó, mày đi hết quanh trường mày cạo đầy cái xô này rồi nghỉ. Mà thằng nào ăn xin gươm dữ vậy, thằng nào ăn xin gươm mà cạo đầy một xô đó mà 4 5 thằng đi cạo thì làm sao lấy ra được 4 5 xô rồi, làm sao mà cạo được hết xin gươm ở đâu mà dữ vậy mà kêu đã cạo đầy hết xô đó mới cho nghỉ. Điên luôn. Hồi đó không có chuyện dễ như bây giờ đâu nha. Hồi thiệt hồi đó mình đi học là đúng kiểu là gian khó luôn á. Thầy cô dữ không à, thầy cô già già dữ lắm chứ không phải như thầy cô trẻ bây giờ mấy bạn ăn hiếp được đâu. Không có ăn thua đâu. Bây giờ nói kiểu kiểu như ba tao làm lớn nè, tao gây áp lực cho thầy cô được, cô dám quýnh tao. Ba mày làm lớn bằng tao không? Cô nói vậy đó, ba mày làm lớn bằng tao không? Hỏi ba mày làm lớn bằng ba tao không? Hỏi ba cô là ai? Chủ tịch huyện. Cựu chủ tịch huyện. Phó bí thư đoàn, phó bí thư tỉnh ủy. Rén liền, ba mày lớn cỡ nào? Ba mày lớn cỡ nào? Hỏi hỏi ba mày lớn cỡ nào? Lớn bằng ba tao. Hỏi thầy thầy ba thầy ai? Ba thầy ai? Gì quên à, kêu bằng gì, kêu bằng gì là hồi đó là công an tỉnh mà thuộc lại cái dạng mà cấp cao nhất á, cấp cao nhất của công an tỉnh đó là công an thành phố, là không biết là cái kêu bằng cái chức gì đó, chức mày quên lớn bằng tao không? Ho liền, ho là tao xúc mày liền chứ ở đó mày xạo hả, tuổi con tôm thấy không? Rén liền, rén liền. Ba mày chức mày lớn bằng tao không? Quýnh cho mình rụng nụ luôn ở đó mà xạo không. Hồi đó nha, thầy cô khó cực kỳ, mà toàn là người dạy bao nhiêu 20 30 năm không à, bà nào bà nấy đi vô lớp á, bà nào bà nấy đi vô lớp không có cần cầm cái nhiều, về thầy cô bây giờ là phải cầm cái giáo án đúng không, hồi đó không có giáo án què hết, không có giáo án giáo ủng mẹ gì, vô tao dạy không vậy đó. Bao nhiêu chữ ở trong đó, bao nhiêu chữ trong đó tao thuộc rồng hết luôn, ghê đi, dạy mà không có giáo án gì luôn nha, mà vô vô lớp hỏi câu vậy, hôm bữa học tới bài nào rồi, hôm bữa học tới nào rồi, cái nói dạ hôm bữa học tới bài 17 rồi cô, ok hôm nay học bài 18. Bả nói y chang trong sách luôn, trong sách có cái chữ gì bả nói được hết. Dạy mà tới mức đó khỏi sổ giáo án mà, thí dụ giống như hôm ý là bả không nhớ bữa trước bả dạy lớp này là bả dạy bài nào nữa đó, bà vô phải nhắc lại xong rồi bà mới nói ok học bài 17 đúng không, vậy hôm nay học bài 18 mà girl, chỉ cần nhắc bài một cái là bà dạy được liền, kinh khủng không, khỏi cần nhớ bài à, khỏi cần nhớ bài. Kinh khủng vậy luôn á, mà hồi đó thầy cô mình học, nói thiệt luôn, mình hồi đó mình đi học cái cấp 3, 3 năm cấp 3 mình chưa có cái ông thầy bà cô nào mà trẻ hơn 40 tuổi, toàn là 50 không, gần về hưu không, gần về hưu không, đụng tới mấy bà đuổi bạn giống như là kiểu như là thích không, ngày mai nghỉ học luôn khỏi bước vô trường nữa luôn. Thua chịu liền, không không có cửa, mà không có cửa đỡ, nhiều bạn nói lấy quyền gì đuổi, thế mày học mà mày sao tôn sư trọng đạo đặt lên đầu mày, không tôn trọng tao, tao không thích dạy mày nữa, tao đuổi được không, làm gì được, làm cái gì được. Chỉ cần ho mà hồi đó đúng kiểu dù có thằng nào quậy nha, đâm chém gì ở ngoài đường nha, bước vô lớp cái ngoan giống như là chó vậy đó, với chủ vậy bạn, ngoan kiểu vậy luôn, nói chuyện thầy cô dạ với thưa thôi, chửi trời chửi trên đầu chửi xuống không, mà giờ chỉ dạ thôi, dạ cảm ơn
chửi chửi đã xong còn phải cảm ơn mấy bạn à, dạ cảm ơn cô à, đi xuống chửi hù với chửi không hồi đó không có cái thể loại mà giống như bây giờ không dám chửi học sinh ngu hồi đó chửi ngu như con chó làm gì được à, làm gì mày ngu thì mày chịu chứ mày có ngu không ờ à, có ngu ờ có... làm gì và nói giờ em thưa cô đi thưa tao nghỉ tao sắp về hưu rồi à, mà mày quen biết lớn bằng tao không mày thưa đi à, thưa đi thua liền chị làm gì được bạn chỉ chịu chết thôi làm gì được đó cho nên hồi bây giờ nó mới có thể loại mà học sinh nó láo bố láo chứ hồi đó à, kêu bằng gì thầy giám thị là học trò của bà cô mà ông thầy giám thị đô con này nè thằng này bố láo với cô là con dắt xuống phòng giám thị quýnh cho chập mà em điên luôn xuống luôn nằm lên bàn con quýnh bóp 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 lết ra chứ đâu có đi nổi lết ra phải không bạn biết lết ra là sao là thiếu điều giống như là không khiêng ra thôi chứ lết ra chứ đi không nổi đó ôi ôi bạn thấy đam phép ghê không. Ôi không tính ra con sao shipper như vậy chứ không ngon. Con già này già 2 mới ngon. Ờ con già này già 2 mới ngon. Ồ Phantom Win được nè. À bài lấy Phantom Win ngon ạ. Ừ hợp lý á. Rồi. Ây da no quá ta sao. Nãy đi ăn về sao giờ no quá. Ở lên nghe mùi mùi thịt không. Ừ. Ờ già già đây rồi. Già 2 đi chứ. Ồ Phantom Win chết rồi. Phantom Win ngon nha, Phantom Win đi với bài này ổn định nè à, tại vì nó có hiệu ứng khống chế à, có hiệu ứng khống chế với lại sát thương của nó cũng to ở quên em cái sát thương của nó cũng được nữa cũng được chứ không có nó không có to Phantom Win bây giờ sát thương không có to dựa vào hiệu ứng khống chế là nhiều ông bài vậy hai thầy tu này nó đảm bảo cho bạn thua nhưng mà bạn sẽ không có chết liền. À, mà có con heo ở đây thì nó sẽ rất là hay ở chỗ là nó sẽ triệu hồi được mấy con mà đặc biệt là sao nó sẽ triệu hồi được mà nó có mana đầu tiên luôn chỉ cần triệu hồi ra cái là có mana liền đặc biệt nếu mà con già chết sớm triệu hồi ra cái có mana liền già trưởng cái cũng quải lắm á ui già được quá nhờ đúng không con heo nó triệu hồi nè phải không nó hay lắm chứ bộ rồi chết người già nhiêu đây đồ mà già hai nó trưởng cho thì bên kia chứ có nát bét chứ còn chơi cái gì nữa mày. À thôi. Thôi, thôi à, thôi. Thôi 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 thôi, già hai xong rồi bạn. Mà nói rồi đi bài phép thì anh em chỉ cần đi xấu xuyên thôi, anh em kẹp nếu mà có thể kẹp thêm khống chế cho mình. À kẹp thêm khống chế cho mình, ví dụ giống Tisu này kia đó, để vô cũng được. Cho nên bài xuyên bây giờ nói chung là nếu bạn thích đi siêu đẻ thì bạn đi chính xuyên, còn không thì thôi, tại vì chính với xấu nó từ máu giống nhau mà nó chỉ có cái option là nó đẻ thêm được thôi. Bán con này đi mua con tướng mới vô là chúng ta sắp lên được 3 sao rồi đắc nẹt rồi lụm luôn khóa lại hiệp sau lấy tiền lên được 3 sao luôn mà bạn nó lại thơm à, nó lại thơm trời ơi nó quá tuyệt vời bài đi xuyên anh em nên nhớ lấy warlock nha tại trong xuyên là có 2 warlock rồi à, đi xuyên là phải lấy warlock nha chứ nó đi xuyên mà không lấy warlock là thua đấy già trưởng rồi mà trưởng ngay bên kia còn cái rách còn cái đắp gì đâu trời mà thấy không bên kia còn cái đắp gì đâu nó trưởng cái sạc qua còn mẹ gì đâu bóng loáng luôn mà hay thiệt con này sát thương chuẩn mà sát thương chuẩn thì nói chung nếu mà bây giờ chính xuyên mà đi với con ngựa ba thì con Agali Gnai 3 này thì sao cũng mạnh nha nhưng mà Agali Gnai 3 cái phải giảm thời gian hồi chiêu chứ không là thời gian hồi chiêu con Agali Gnai này nó mệt nó nhiều lắm nó tới 10 giây lận ồ ha 10 giây mà ở 3 sao là 8 giây 8 giây giảm cho 20% của 8 giây nữa là bao nhiêu 20% của 8 giây 25 là 2 25% là 2 giây đó thì 20 là khoảng chừng còn khoảng chừng 6 giây 2, 6 giây 3 gì đó. 6 giây 2, 6 giây 4 gì đó, cỡ vậy, 6 giây là nhiều.
không được bạn ơi. 6 giây thì thôi mình nuôi già trưởng cái lấy tiền luôn chứ nè, giống như vậy. À, trưởng cái lấy tiền luôn vậy chứ nó phải khỏe không? Ừ. Đúng rồi, trưởng cái lấy tiền vậy luôn nó mới ngon chứ. Còn mà đi nuôi Ugly Knight tròn, chú quỷ nữa. Ra con Phantom Win 2 sao đi. Ra con Phantom Win 2 đi cũng được nè, bài đi cơ bản là vậy, có hiệu ứng nè. Có thầy tu nè, có Warlock nè, có ba phép nè. Có Human nè, Human này nếu mà được thì có thể đổi con khác luôn. Chút nữa mình không cần lên level 12 á, mình có Ugly Knight quên. Mình có Tsunami mình để vô mình thay con ngựa, con dê cũng được. Ừ, hợp lý. Thì nói chung là không có cần phải dùng ba Human. Ba Human mình lên thượng đẳng vậy là ok rồi. Nhưng mà vậy là cũng được. Ông bài này có con 3 sao đằng trước tăng quá cứng còn gì nữa. Hàng tăng của Xuyên thì chắc chắn bây giờ là rất là ngon rồi. Ugly Knight nè. Rồi con God Kid nè. Rồi con đắc nẹt nè, con mới là đắc nẹt là ba con cứng là Umbra nữa. Umbra dáng này mình không lấy chứ mình lấy Umbra là mình cũng có một con tăng cứng nữa. Chuẩn vậy thì đi rồi, làm gì có tuổi bạn, thấy không? Làm gì có tuổi. Ok anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chấm nút đăng ký vẫn luôn đăng ký một cho nó mình nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi, bye bye mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Bye bye mọi người.